Xin chào tất cả mọi người, em là Mai ạ. Và ngày hôm nay em làm cái video này để chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta có thể tư vấn và bán được cho khách hàng bị viêm xoang. À, thì ngay khi mà cái khách hàng này sẽ là một khách hàng lạ hoặc là khách hàng này chúng ta đã nhắm tới rồi. Đấy, thì ở khách hàng viêm xoang này thì chúng ta đầu tiên trong cái việc chúng ta nói chuyện thì chúng ta sẽ phải tạo ra cái sự thân tình. Chứ không phải đến chị ơi, em có đang bán cái sản phẩm viêm xoang này, chị dùng của em đi. Thì khi đấy người ta sẽ bị định kiến với mình ấy. Đấy, thì việc ở đây chúng ta sẽ tạo mối quan hệ, là tạo cái sự thân quen. À, ví dụ như là chúng ta có thể nói là gặp khách hàng và chúng ta hỏi khách hàng là: ô chị ơi, có phải chị đang bị xoang không? Đấy, thế xong rồi người ta sẽ bảo: ô sao con này nó biết nhỉ? Đó, xong mình sẽ là: thời tiết thay đổi như thế này chị có mệt không? Đấy, hay là chị làm hôm nay chị làm may như thế này thì có mệt không này? Rồi là chị thấy họ ho sụt sịt, em thấy chị cứ ho sụt sịt mãi, thế không biết là chị có phải bị bệnh đó không? Đấy, không à, chị ơi hôm nay sao chị hắt hơi thế nhở? Hay là chị ơi hôm nay chị bị viêm họng à? Chị ơi chị bị cúm à? Rồi rất rất nhiều thứ mình quan tâm tới họ, được chưa ạ? Và tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về cái nguyên nhân mà làm sao họ bị mắc cái căn bệnh xoang đó. À, ví dụ như là họ nói là do trước đây họ cảm cúm nhiều lần, sau đó thì họ bị xoang này. Hay là do cái công việc mà chúng ta làm nó hít nhiều bụi và không vệ sinh sạch sẽ cái vùng mũi của chúng ta, không bảo vệ được cái vùng mũi của chúng ta thì dẫn đến việc chúng ta bị xoang này. Hay là trong cái môi trường mũi của chúng ta bị dị ứng với các bụi phấn hoa ấy, thì nó cũng dễ làm chúng ta bị xoang. Đấy, thì khi đấy thì chúng ta sẽ đưa cho họ các triệu chứng của bệnh xoang. À chị ơi, chị bệnh xoang ấy, thì triệu chứng của nó sẽ là nếu như ai bị xoang dài trước chẳng hạn thì họ sẽ đau nhức cái hốc mắt này đó, và sẽ gây ra cái cảm giác khó chịu, được chưa ạ? Tiếp theo nữa, sau khi mà đau nhức hốc mắt rồi đúng không ạ, thì chúng ta sẽ chuyển sang là chị ơi, đối với chị có bị cái tình trạng là đờm nó bị đọng ở bên trong hay không? Đấy, rồi là chị ơi, chị có bị hay bị sổ mũi hay không, hay bị cái kiểu hắt hơi liên tục hay không? Đấy là những triệu chứng. Hay là đau đầu. Đấy, đau đầu chóng mặt, thì rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái căn bệnh đó. Và tiếp theo, sau khi đã có triệu chứng này rồi, họ ok rồi, thì mình sẽ bảo: chị ơi, trước đây chị đã dùng những cái sản phẩm gì chưa ạ? Đấy là những cái câu hỏi mà đánh sâu vào nỗi đau của họ, và mình tìm được nguyên nhân, tìm được nỗi đau của họ. Trước đây chị đã sử dụng cái sản phẩm nào chưa? Đấy, thì khi đấy họ sẽ tìm thấy cái sự quan tâm, và họ biết rằng mình có kiến thức về cái bệnh đó, thì họ sẽ tin tưởng mình hơn vì mình là chuyên gia mà. Đó, thì là mình sẽ bảo là sau khi mà mình đã đưa cho họ các kiến thức đó rồi, thì mình bảo là: chị ơi, thế thì chị đã sử dụng sản phẩm nào chưa, thì nó có hiệu quả không, rồi chị cảm giác như thế nào, dùng nó có vất vả hay không ấy? Đấy, rồi chị có cảm giác là cái sản phẩm đấy dùng bị đau xót hay không, bị khó chịu hay không, hay là chị có cảm thấy khó dùng hay không. Và khi mà chị bị xoang như thế, chị cảm thấy là có phải là mình ngửi mùi cũng thấy khó khăn, rồi cái cảm giác của mình ngửi được một cái bữa ăn nào đấy nó cực kỳ là khó chịu không? Đấy, thì mình đưa cho họ cái nỗi đau của họ, được chưa ạ? Tiếp theo là họ sẽ mình sẽ đưa ra một câu chuyện dẫn chứng rằng em lấy ví dụ như nếu như chúng ta ở trong công ty, ủa chị ơi hôm trước nhá, chị Lan ở truyền của em, nếu như ở trong công ty của chúng ta đã có một người mà người ta đã sử dụng sản phẩm của chúng ta hiệu quả rồi, thì chị ơi hôm nọ chị Lan ở truyền em ấy cũng bị xoang như chị, đau nhức rồi chị cứ lúc nào cũng xịt xoạt, hắt hơi, khó chịu lắm. Thế nhưng mà sau khi mà em đưa cho dùng cái sản phẩm này nhá, đó, thì chị dùng có khoảng ban đầu khi mà chị mới dùng thôi thì chị sẽ thấy là nó thoáng ngay lập tức. Nhưng mà chị dùng sau 2 tuần nhá, là bắt đầu cái tình trạng đờm mũi của chị nó giảm đi cực kỳ đáng kể. Đấy, thì mà bây giờ chị bảo: trời ơi, nhờ có mày mà ta làm sao, ta đã ngửi được cái mùi này mùi kia, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thì khi đó mình sẽ là mình có thể là chủ động xin số điện thoại của họ: chị ơi, chị dùng cái sản phẩm này của em này, không thì em sẽ cho chị trải nghiệm một lần đi. Đấy, chị tin em là chính, tại vì em còn làm ở đây mà. Mình sẽ phải tạo những cái câu nói, tạo cái niềm tin để cho họ phải tin mình. Em còn làm ở đây mà, chị phải tin em. Tại vì sao? Nếu như em mà không khỏi để các chị đến các chị mắng em mà. Đấy, thì mình nói như thế thì người ta sẽ tin tưởng mình hơn rất nhiều. Thực sự những người mua hàng ấy, người ta cần sự cam kết. Thế là mọi người hãy tin tưởng và hãy làm theo cái cách này, thì em khẳng định là sẽ giúp cho khách hàng mua hàng của mọi người cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả.